bác chỉ muốn các cháu được học hành. Sau khi Pháp rút quân ra khỏi Hà Nội, trên đường đi công tác, bác thăm một thôn nhỏ. Thôn này nằm trong vùng du kích của những ngày kháng chiến chống giặc Pháp. Khắp thôn, những mái nhà nho nhỏ vừa dựng lại. Hay tin bác đến, nhân dân trong thôn mừng cuốn, chạy tới quanh người mà vẫn ngờ ngợ chưa tin. Bác hỏi thăm các cụ già, các cháu thanh niên về việc đánh giặc, chia ruộng đất, chuyện xây dựng lại làng xóm. Bác chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. Các cháu rất sung sướng, vừa bóc ăn, vừa nhìn người lớn như muốn chia sẻ niềm vui. Có một cháu gái chừng 5-6 tuổi, tay cầm kẹo, trân trân nhìn bác không chớp mắt. Thấy vậy, đồng chí cán bộ đứng bên cạnh bác, âu yếm bảo cháu: "Ăn kẹo đi cháu." "Cháu để phần mẹ cháu." Tiếng cháu nho nhỏ đủ nghe. Câu trả lời của cháu làm mọi người phải chú ý. Đồng chí cán bộ liền lấy phần kẹo khác đưa cho cháu và bảo: "Cháu ăn phần kẹo này đi, còn phần trước để dành cho mẹ cháu." Cháu bé cầm lấy kẹo nhưng vẫn không ăn, cứ mãi nhìn bác. Chia kẹo xong, bác quay lại nhìn cháu bé và bảo: "Cháu bé ăn kẹo đi." "Cháu chờ mẹ cháu cùng ăn ạ." Nghe câu trả lời dễ thương của cháu nhỏ, bác cúi xuống vuốt mái tóc của cháu và hỏi: "Cháu tên là gì?" "Mẹ cháu gọi cháu là Cái Chiến." Bác gật đầu nhắc lại: "Tên cháu là Chiến." Như đã quen với việc giải thích về cái tên của mình, cháu bé nói luôn: "Mẹ cháu bảo phải đuổi hết giặc đi mới sống được, nên gọi là Cái Chiến." Bác kéo cháu bé Chiến vào lòng. Một cụ già trong thôn liền kể cho bác nghe về gia cảnh của cháu Chiến. Ông cháu bị giặc Pháp bắt đi phu, không thấy về. Bố cháu giặc Pháp giết hại khi cháu vừa chào đời. Mẹ cháu vừa sản xuất, vừa chiến đấu nuôi cháu bằng ngần ấy tuổi. Vì vậy, cháu rất quý mẹ và căm thù giặc. Nghe chuyện bác rất cảm động, người khuyên bà con chăm sóc các cháu, các gia đình thương binh liệt sĩ. Đứng bên bác Hồ, nghe cụ già kể chuyện về mình, bé Chiến tỏ vẻ nóng ruột như muốn hỏi bác điều gì. Khi thấy các chú cán bộ đi cùng với bác lên xe, bé Chiến níu tay bác hỏi: "Bác ơi, cháu lớn lên còn giặc để đánh không?" Nghe cháu hỏi, bác cúi xuống thơm lên trán của cháu, rồi người nhẹ nhàng bảo: "Bác chỉ muốn các cháu được học hành, lớn lên xây dựng đất nước." Bà con trong thôn tiễn bác lên xe rồi, bé Chiến còn đứng ngây người nhìn theo xe của bác. Câu chuyện trích trong "Những ngày được gần bác" của tác giả Ngọc Châu.